Ừ. Đó. Kéo xuống xem nào. Ừ. Đó. Rồi, được rồi. Cái đấy được. Bên cạnh cái bên nữa. Được. Chọn AU nhé. Ừ. Nhớ nhắc là đúng. Không cần bấm cũng được, sang bước tiếp theo. Chuyển sang cái tab đầu tiên. Rồi nâng cấp lên. Chuyển sang cái tab đầu tiên đấy. Nâng cấp cái 100 lên nhá. Thấy có số 0,62 không? Qua đây lên xem. Hình như là em chưa lấy đúng không? Em chưa đổi IP đâu đúng không? IP mạng này.
cho anh xem này. Quay lại, nhấn vào bên quay lại. Này. Ừ. Đó, kéo xuống. Xuống chỗ chỗ 2T AI Premium đó. Đó. Này. Không phải cái đấy, Đó đó cái đấy. Ừ. Cái bên cũng vậy, bên làm như vậy. Đau quá. Nặng nó lát rồi. Nấu thanh. Rồi bây giờ đến tiếp bước tiếp theo. Nãy em chưa đổi IP mạng đúng không? Cái phần chữa cái khóa ở phần cái mũi tên bia góc trái này. Đổi chưa? Mỗi lần làm một lần là phải đổi mạng khác nhau.